chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì như chúng ta đã biết, với thực trạng với tệ nạn xã hội ngày nay càng hoành hành và phát triển, thì cái vấn nạn trộm cắp cũng thường xuyên xảy ra, nhất là các cái khu trọ giá rẻ dành cho sinh viên và những người lao động nghèo, có cái an ninh là không được đảm bảo, thì thường xuyên bị mất cắp. Và như bản thân mình cũng vậy, cũng đã bị trộm cậy cửa và lấy đi chiếc laptop. Thì qua cái video này, mình cũng xin cảm ơn cái anh trộm đó đã giúp mình bỏ game và chuyên tâm việc học hành. Thì hôm nay nhóm sẽ giới thiệu một cái sản phẩm, đó là bộ báo động mở cửa để đề phòng trộm cắp khi mà mình đang ở trong phòng ngủ say mà bị cậy cửa. Thì trên tay mình đây là cái bộ báo động mở cửa này. Thì ở đây là một cái phần nam châm này, đây là cái mạch chủ này, cái bo chủ này. Thì bên này có nút on và off, loa này, và đây là pin này. Thì ở đây là sử dụng ba cục pin NR44. Để mình mở cho các bạn xem, đây có ba cục pin NR44. Và ở mặt sau là có miếng dán để mình dán vào cửa và tường. Đây, bên này cũng có này. Thì nguyên lý hoạt động của sản phẩm này là ở bên này có nam châm này, và trong cái sản phẩm này có cảm biến. Thì khi mà mình đóng cửa thì hai cái phần nam châm và phần cảm biến này nó sẽ tiếp xúc với nhau, tiếp giáp với nhau. Thì khi mình bật on này thì chuông sẽ không kêu. Và khi mình mở cửa ấy, khi mà có trộm cậy cửa hoặc là cửa nó mở ra đây, thì cái nam châm này nó sẽ được cách xa, tách ra khỏi cái chuông cảm biến này, thì chuông ở đây nó sẽ kêu và báo động. Tuy nhỏ nhắn xinh xắn này nhưng mà kêu rất là to. Đây, tách ra này, chỉ khoảng cách là khoảng 3 cm, 0.3 cm. Thì bây giờ mình sẽ lắp lên cửa và review cho các bạn xem. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành test thực tế cho các bạn xem. Thì đây là cái cửa phòng ở chỗ mình. Ok. Thì khi các bạn mua về, các bạn có thể lắp ở các cái xung quanh từ trên này, vòng trên đây. Miễn làm sao là một cái chuông này với lại cái phần cảm biến này nó sẽ được đặt cố định ở tường, và cái phần nam châm, cái phần đây, phần nhỏ này sẽ được lắp ở trên cánh cửa đây. Thì khi mà mình sử dụng, mình sẽ bật on này. Đó, ban đầu chưa, tức là trộm chưa đột nhập hoặc là chưa mở cửa, thì là hai cái này nó sẽ tiếp xúc với nhau. Khi mở cửa này, đó, thì báo động cho các bạn có thể phát hiện kịp thời. Khi đóng cửa vào thì chuông báo động sẽ không kêu nữa. Đây, và khi tắt thì cái bộ này nó sẽ không có tác dụng gì nữa, sẽ mở cửa như bình thường. Thì các bạn có thể bật cái bộ này trong lúc ngủ để đề phòng trộm cậy cửa vào. Rồi, thì cái video giới thiệu về cái bộ báo động mở cửa này của nhóm đến đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.